Xin chào tất cả các em. Ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ghi nốt các bài tập ở trong sách bài tập của bài chấm 5, đó là bài ảnh của một vật tạo bởi vuông phẳng của chương trình vật lý lớp 7 nhé. Ta bắt đầu với tập 5.8. Đặt một gương phẳng trước một vật như thế nào thì các em nhìn thấy ảnh của vật lộn ngược so với vật. Thì cái này thì giống như hình cái tháp đấy. Các em nhớ ở trong sách giáo khoa không? Có hình cái tháp bạn Lan đi chơi và thấy cái tháp Hồ Gươm là nó lộn ngược ở dưới nước, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta đặt là chúng ta đặt cũng như vậy, tương tự như cái hình cái tháp đấy. Đây, tương tự hình cái tháp như này. Vậy chúng ta cái cách đặt của chúng ta ở đây như sau. Các em sẽ đặt vật AB vuông góc với gương. Các em đặt vật AB vuông góc với gương thì nó sẽ cho ảnh A'B', nó cho ảnh lộn ngược, đúng không ạ? Chúng ta đặt gương theo cái phương nằm ngang. Đặt gương theo phương nằm ngang, xong đấy đặt cái AB vuông góc với gương thì nó sẽ cho ảnh A'B' có cái ảnh đó là lộn ngược so với vật. Vậy cách đặt này giống như cái tháp thôi. Mặt gương thì cái hình cái gương của ta thì giống như mặt nước, đúng không ạ? Vậy thì mặt nước thì nó nằm ngang như này, cái tháp rùa thì nó nằm vuông góc với mặt nước thì nó sẽ cho ảnh lộn ngược phía dưới. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đặt gương nằm ngang. Em sẽ đặt gương nằm ngang. Đây là đặt gương. Tiếp theo, các em sẽ đặt vật AB vuông góc với gương. Vuông góc với gương thì sẽ cho ảnh A'B'. So với vật. Cách vẽ của chúng ta, em có thể vẽ hình minh họa như sau. Đây, cô đã đặt một cái gương nằm ngang. Mặt dưới này, cái mặt sau người ta không nhìn thấy thì các em dùng bút. Tiếp theo các em đặt vật vuông góc với gương. Ví dụ cô đặt vật AB như đây. AB tốt nhất các em vẽ là gì? Cứ vẽ giữa dạng hình mũi tên cho cô nhé. Nên vẽ dưới dạng hình mũi tên. Đây là A, đây là B. Vật AB đặt vuông góc với gương thì nó sẽ cho ảnh A'B'. Như vậy muốn vẽ ảnh A'B' thì các em lấy đối xứng. Đối xứng. Các em lấy A phẩy đối xứng với A. Đây là A này. Đối xứng thì các em vẽ đường vuông góc, đúng không? Như vậy đây chính là A phẩy. B phẩy đối xứng với B. B' chính là cái đoạn từ đây đến đây. Và mũi tên của chúng ta là theo hướng từ A đến B, thì đây nó sẽ có mũi tên theo hướng từ A' đến B', đúng không ạ? Và cái ảnh chính là cái đoạn này, chính là cái đoạn A'B' này. Và các em nhìn vào trong gương, đây chính là cái đoạn A'B' này. Như vậy thì các em nhìn vào trong gương thì các em thấy có phải là AB và A'B' nó lộn ngược với nhau không? Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập 5.8.
theo cô ấy sẽ chuyển sang bài tập 5.9. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô đây một chút nha. Chúng ta đặt, hãy vẽ ảnh của chữ A đặt trước gương như hình 5.4. Chúng ta thu được chữ gì? Như vậy cô vẽ mặt phóng to ra đây. Đây là chữ A đúng không ạ? Như vậy khi mà các em vẽ ảnh thì các em sẽ lấy một số các cái điểm. Vậy chúng ta có cái điểm này là 1 này. Chúng ta cần lấy đối xứng sang này. Đây, điểm này lấy đối xứng sang này. Điểm này lấy đối xứng sang này. Các cái điểm mà cô tô đậm lên đây là các cái điểm chúng ta sẽ cần lấy đối xứng sang qua gương. Đây là cái gương. Áp dụng cái tính chất của ảnh, tức là ảnh thì đối xứng với vật qua gương. Rồi, tiếp tục các em sẽ cần tô đậm các cái điểm chúng ta sẽ lấy đối xứng. Đây là tất cả những điểm ta cần lấy đối xứng sang. Và cái dấu này nữa. Như vậy, trước tiên các em sẽ áp dụng gì? Áp dụng tính chất ảnh của một vật, tạo bởi vuông phẳng. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi vuông phẳng, ta lấy các cái điểm đối xứng của chữ A sang gương. Các điểm đối xứng của cái chữ A này qua gương. Các em sẽ thực hành luôn. Vẽ đối xứng tức là các em phải gì? Vẽ đường vuông góc. Đường vuông góc và bằng nhau thì nó sẽ đối xứng đúng không ạ? Như vậy, cô sẽ dùng bút chì nhá. Cô vẽ đường vuông góc này. Đây. Đây là các đường vuông góc. Vì cái điểm này 1 2 3 4 4,5. 1 2 3 4,5. Như vậy chúng ta được điểm đầu tiên. Cái điểm đầu tiên này các em tô đậm lên. Sang cái điểm thứ hai, điểm này. Cái điểm này thì chúng ta sẽ đếm 1, 2, 2,5, 2,6. 1, 2 này, 2, 5 này, 2, 6 này. 2 này. Đây. Như vậy nó chính là vị trí này. Được 2 điểm. Các em cứ lấy đối xứng của tất cả các điểm mà cô đã đánh dấu nhé. Lấy đối xứng tức là trước tiên các em vẽ đường vuông góc. Sau đấy các em vẽ cái đoạn bằng nhau. Đúng ạ? Sao cho cái đoạn khoảng cách từ đây đến đây này bằng bên này. Như vậy lần lượt đến bây giờ chúng ta xét đến cái điểm này. Cái điểm này thì 1, 2, 2,1 đúng không ạ? Như vậy nó ở vị trí này. Ta được 3 điểm rồi. Ta đã xác định được 3 cái điểm này. Đây các em cứ dùng, các em tô đậm lên đã, để đấy đã, chưa cần phải vẽ vội. Tiếp theo 2 cái điểm này này, các em sẽ vẽ cái đường vuông góc. Vẽ đường vuông góc sang cho cô. Đấy, vẽ vuông góc. Được chưa? Các em lấy đối xứng sang. Lấy đối xứng tức là chúng ta phải xem thử cái khoảng cách từ cái này này đến đây bằng bao nhiêu. Đây, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nó chính vị trí này. Tiếp theo, đến cái điểm này 1, 2, 3, 4 này. 4 ở đây. Đây, các em cứ tô đậm lên đã. Nhất liệu chúng ta nối sau. Rồi, chúng ta còn 3 điểm phía trên. 3 cái điểm này thì chúng ta sẽ nối cái này, vuông góc này.
Điểm thứ nhất này, đây là 1, 1,5. Đúng ạ, 1,5 này. Đây, nó ở vị trí này. Tiếp theo đến cái điểm này. Một, hai, hai phẩy một. Nó ở vị trí này. Tiếp theo đến cái dấu chấm này. 1, 2, 1 này, 2 này, 3. Cuối cùng chúng ta làm điểm này. 1 này, 2 này, 3 này. 3, 3. 1, 2, 3, 3, 3 đây. Em cứ tô đậm lên đã. Rồi, chúng ta đến cái dấu. Cái dấu này thì các em cũng vẽ đường vuông góc đã. Từ đây các em vẽ đường vuông góc này. Xem thử nó cách gương một khoảng bằng bao nhiêu. Đây là gương đúng không ạ? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3. Thêm 3 nữa này. Như vậy dấu đấy nó nằm đây. Tiếp theo đến cái dấu này. Cái dấu này các em cũng vẽ cái đường vuông góc với gương. Qua cái điểm này, các em vẽ đường vuông góc với gương. Các em xem thử cái điểm này nó cách gương bao nhiêu. 1 này, 2 này, 2,5 này, 2,6, 2,7, 27cm, 27mm, 1, 2, 27 đây. Sau khi chúng ta đã đánh dấu được các cái điểm như vậy, thì chúng ta sẽ đi nối. Ta nối. Thứ nhất, ba cái điểm này. Ba cái điểm này với nhau này. Để thành chữ A đây này. Cái này nó hơi bị rộng một chút. Quên đi kiểm tra lại cái đoạn này một chút nha. 1, 2, 3. Đây chúng ta phải dịch sang đây một chút. Hơi xa. Bây giờ các em đi nối thôi. Khi mà chúng ta đánh dấu điểm thì em nên dùng bút chì nhé. Ba điểm đầu tiên. Các em nối. Đấy. Tiếp theo là đến cái chữ T này. Dấu huyền. Về cơ bản là nó như vậy. Đúng không ạ? Như vậy thì qua gương cái từ át nó sẽ chuyển thành từ tà. Đúng không ạ? Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, ta lấy các điểm đối xứng. Đối xứng tức là các em vẽ vuông góc và các em vẽ các đoạn bằng nhau. Đúng không ạ? Đây. Hai bên này vẽ bằng nhau. Đấy. Đấy. Các cái này nó vẽ bằng nhau hết. Chưa? Như vậy thì vẽ bằng nhau như vậy. Đây là ký hiệu hai bên bằng nhau đấy. Thì lấy các điểm đối xứng của chữ át qua gương thì ta được ảnh của chữ át chính là chữ tả.
ta thu được. Ảnh của chữ áp chính là chữ tả. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập 5.9. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài tập 5.10. Bạn nào cần thì hãy nhìn video giảng của cô đây một chút nhé. Bài tập 5.10 này. Cho một điểm sáng S ở đây, đặt trước một cái gương OM. Sau đó chúng ta quay gương một góc 30 độ. Ban đầu là gương, không phải là đây không phải là hai gương, mà đây là gương ban đầu, nó ở vị trí OM. Sau đó chúng ta đặt gương sang vị trí OM phẩy. Thì hỏi ảnh của S di chuyển trên đường nào. Và cái đoạn OS phẩy, cái đoạn OS phẩy quay được một góc bằng bao nhiêu. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ lại cái hình này và chúng ta làm 5.10. Bài này cũng khá là khó đúng không ạ? Hơi khó cho em một chút. Tuy nhiên thì trong đề thi thì cái phần này nó chỉ là rơi vào học sinh giỏi thôi. Lớp không ra vào cái phần này, không ra vào dạng như bài 10 kiểm tra đâu. Đấy, bài 5.10 này là sẽ ra vào trong các cái đề thi học sinh giỏi. Đây là OM. Góc 30 độ. Có ví dụ cái góc này bằng 30. Bây giờ thì ban đầu gương nó ở vị trí OM. Sau đó thì gương nó lại được quay sang vị trí OM phẩy. Ta có một điểm S. Cô lấy điểm S nằm vị trí này. Kem lấy sao cho là cái điểm S này thì qua cái gương thì nó ví dụ nó sẽ nằm trong cái khoảng này nhá. Lấy sao cho khi mà chúng ta lấy đối xứng sang thì cái điểm S nó lại nằm giữa hai cái gương này. Đừng có lấy xa quá nhá, xa quá chúng ta vẽ hình nó khó. Như vậy để vẽ được ảnh, trước tiên các em vẽ ảnh của S cho cô. Qua cái gương ở vị trí OM thì ảnh S này, cái điểm S này nó sẽ cho ảnh S phẩy. Qua cái gương ở vị trí OM, cái S này nó sẽ cho ảnh S phẩy. Cho ảnh S phẩy của S đi. Để muốn vẽ ảnh thì các em áp dụng tính chất thôi. Các em vẽ đối xứng. Các em vẽ vuông góc này. Vẽ đường vuông góc này. Lấy đối xứng sang 9 này. Đây, S phẩy nằm ở vị trí này. Đấy, vuông góc này, hai đoạn này bằng nhau. Cô gọi cái điểm này là điểm Y. Ta sẽ có là gì? SI thì sẽ bằng S phẩy Y. Bởi vì là khoảng cách từ ảnh đến gương thì bằng khoảng cách từ vật đến gương. Thứ hai là chúng ta sẽ có hai cái góc. Đó là góc SO
OI thì sẽ bằng góc F'OI theo tính chất đối xứng. Được chưa? Hai góc này bằng nhau này. Đây, góc FOI sẽ bằng góc F'OI. Tiếp tục, đấy là chúng ta vừa vẽ khi cái gương ở vị trí OM. Vậy khi gương ở vị trí OM phải vị trí OM phẩy thì nó sẽ cho cái ảnh S2 phẩy là ảnh của S phẩy, đúng không ạ? Vậy các em vẽ đường vuông góc, qua S các em vẽ đường vuông góc cho cô. Cô xóa cái thằng này đi một chút nha, để cô vẽ vẽ ảnh nào. Không có là nó lại bị khuất mất cả chữ và ảnh chồng lên nhau thì em khó nhìn. Đây qua hết các em vẽ một cái đường vuông góc với gương OM phẩy đây, và các em lấy đối xứng sang vuông góc và đối xứng. Đối xứng tức là vừa vuông góc vừa bằng nhau, đúng không ạ? Xem từ khoảng từ đây đây 1, 2 thì đây hết phẩy bây giờ nằm ở vị trí này. Ban đầu nếu như mà gương ở vị trí OM thì hết phẩy nó nằm vị trí này. Nhưng mà bây giờ gương nó chuyển sang vị trí này thì ảnh nó lại nằm ở vị trí này, đúng không ạ? Khi gương ở vị trí OM phẩy thì cho ảnh ảnh ở đây là ảnh S2 phẩy của em. Cô nói lại này, khi gương ở vị trí OM thì S phẩy này là ảnh của S này, khi gương ở vị trí OM phẩy thì S2 phẩy lại là ảnh của S. Và trong trường hợp này, cô đặt điểm này là điểm K, thì ta sẽ có là SK thì bằng S2K. Tính chất đối xứng. Thứ hai là cũng theo tính chất đối xứng thì em có góc SOK thì nó sẽ bằng S2OK. OK thì sẽ bằng S2OK. Như vậy bây giờ ban đầu nhá, ảnh OS ban đầu nó nằm ở vị trí này này. Khi mà gương ở vị trí OM thì ảnh nó sẽ nằm ở vị trí này. Đây là đoạn OS phẩy, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì gương nó chuyển xuống vị trí này thì ảnh nó lại nằm ở đây, đúng không? Chuyển xuống đây. Như vậy OS phẩy ban đầu nhá, OS phẩy ban đầu ở đây, sau đó nó lại di chuyển xuống đây. Như vậy nó đã di chuyển một cái góc, chính là góc này. Đây cái góc mà nó di chuyển được, nó quét được một góc nhá. Thay vì vị trí ban đầu này, bây giờ nó chuyển xuống đây. Như vậy, cô đặt cái góc này là góc beta chẳng hạn. Cô gặp đặt góc lớn này là góc beta. Như vậy, khi gương quay một góc 30 độ, khi gương quay một góc 30 độ, thì OS phẩy quay một góc, đó là góc S phẩy OS 2 phẩy, chính là góc beta. Gương quay một góc, cô gọi là góc alpha đi, góc alpha này bằng 30 độ thì ảnh nó sẽ quay một góc. Nó là góc beta. Cái này là tùy vào cách đặt thôi.
Như vậy thì góc beta chính là góc F' OS 2'. Ta có cái góc beta này bằng F' OS 2'. Cái góc này thì nó sẽ bằng góc, nhìn nhá, F' OS 2' thì nó sẽ bằng F' OK cộng với lại góc KOS 2'. F' OK này cộng với KOS 2'. Như cô nói thì dạng này là dạng nâng cao, nên là cái em mà có xem lần đầu tiên mà chưa hiểu thì cũng là hoàn toàn bình thường. Hãy xem lại đến lúc các em hiểu nhá. Góc F' O 2' này thì dạng bằng góc SOK này cộng với lại góc KOS 2'. Mà ta lại có là góc F' OK. Các em nhìn này, góc F' OK. F' OK thì nó lại bằng góc MOM' trừ đi cái góc là IOS vậy. Đúng không ạ? Cái góc F' OK này thì bằng cả cái góc lớn này, MOM' trừ đi với cái góc là IOS vậy. Chính bằng MOM' này trừ đi góc IOS. Như vậy góc MOM' ở đây chúng ta đặt là alpha, tức là gương nó quay một góc chúng ta đặt là alpha. Như vậy cái góc alpha nó sẽ bằng góc alpha trừ đi cái gì? Trừ đi IOS. Mà cái góc IOS thì nó cũng bằng góc IOS đúng không ạ? Đây này, IOS thì cũng bằng IOS, như vậy trừ đi góc IOS. Từ đây các em sẽ suy ra cái góc beta sẽ bằng F' OK. Các em thay bằng cái biểu thức này vào, tức là bằng alpha trừ đi IOS. Beta này thì bằng F' OK, tức là bằng alpha trừ IOS cộng với KOS 2'. Các em có thể viết lại một chút như sau. Đến đây bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô một chút nhé. Như vậy đến đây các em có thể viết một chút như sau này. Suy ra góc beta sẽ bằng alpha này các em giữ nguyên, các em đổi chỗ hai cái này cho nhau. Như vậy KOS 2', các em trừ đi IOS. Đấy, đổi chỗ hai cái góc này cho nhau. Đổi chỗ thì dấu trên như nào thì chúng ta đưa xuống như vậy. KOS 2' là dấu cộng này, trừ IOS này. Vậy các em nhìn vào KOS 2' đâu? K này, O này, S này, 2', trừ đi cái góc IOS. Trừ đi góc IOS. Như vậy cái góc KOS 2', nhìn vào đây nhá. KOS 2' thì nó lại bằng KOS đây này, giờ ở phía trên này, này. Như vậy thì ở đây nhá, nó chính bằng alpha cộng với cái góc này này. Cái góc này KOS này, 2' này lại chính bằng KOS hoặc là SOK, đúng không ạ? Như vậy các em lấy SOK, các em trừ đi IOS. Lại tiếp tục nhìn vào hình. KOS đâu? KOS là cái góc này, cả cái góc này. Trừ đi IOS đâu? Đây là IOS này. Như vậy cả cái góc lớn này trừ đi IOS này chính bằng cái góc MOM', đúng không ạ? Nhìn nhá, nhìn lại này. KOS này trừ đi IOS này thì cái góc lớn lớn này này trừ đi cái góc nhỏ nhỏ này, này thì nó sẽ bằng cái góc này. Như vậy nó chính bằng MOM', mà MOM' chúng ta đặt là alpha mà, đúng không? Như vậy thì beta sẽ bằng alpha cộng với MOM', mà MOM' chính bằng alpha. Như vậy alpha cộng alpha bằng 2 alpha. Mà cái góc alpha người ta cho bằng 30 độ, tức là gương nó quay góc bằng 30 độ. Đây này. Như vậy thì khi mà gương quay một góc 30 độ thì ảnh nó sẽ quay một góc 60 độ. Được không nào?
Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. Đến đây bạn nào cần hãy dừng video giảng của cô nhé. Này. Như vậy chúng ta kết luận lại là vậy khi gương quay một góc bằng 30 độ, alpha này bằng 30 này, thay cái này bằng 30 này, thì ảnh nó sẽ quay một góc là 2 alpha, tức là 60 độ. Và chúng ta biết là OS này thì bằng OS phẩy bằng OS 2 phẩy, nên là ảnh nó sẽ di chuyển trên cùng một cái cung tròn có bán kính là gì? OS. Đấy. Vậy chúng ta sẽ kết luận như sau. Vậy khi gương quay một góc alpha bằng 30 độ thì ảnh qua gương sẽ quay một góc bằng 2 alpha, 2 nhân với alpha, tức là bằng 2 nhân 30, nó sẽ quay một góc bằng 60 độ. Và ta biết là OS thì luôn bằng OS phẩy bằng OS 2 phẩy, nên ảnh di chuyển trên cung tròn có bán kính là OS. Như vậy là trên đây là cô và các em đã vừa đi được thêm 3 bài, từ bài tập 58 đến hết bài tập 5.10. Các em hãy về làm nốt cho cô 2 bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt 2 bài tập còn lại. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các cái video giảng tiếp theo.